kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công Thương bị buôn lậu vỗ mặt, Nguyễn Hồng Diên vô dụng hay nhà nước bóc lột dân. Đã hơn một tháng khủng hoảng xăng dầu chưa thấy kết thúc mà vẫn còn âm ỉ kéo dài. Nguyên nhân là các cây xăng bị áp một mức chiết khấu quá thấp không đồng, làm nhiều cây xăng phải đóng cửa, không nhập xăng vì bán không có lời, càng bán càng lỗ. Nhà nước giành độc quyền áp mức giá xăng dầu một cách phi thị trường được lý giải là đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, với mức chiết khấu không đồng đã đưa đến hiện tượng người dân không có xăng để dùng nữa. Điều này ai cũng thấy không thể gọi là an ninh năng lượng được. An ninh năng lượng là đảm bảo năng lượng cho nền kinh tế. Theo tiêu chuẩn quốc tế là phải trữ dầu đủ cho đất nước dùng trong 90 ngày không phải nhập. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết xăng dầu Việt Nam chỉ dùng trong được có 6,5 ngày. Rất ngắn ngủi là để yếu kém của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương và cả chính phủ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh buôn lậu chiết khấu cho cây xăng tới 4.000 đồng mỗi lít. Hiện nay, mức thuế áp cho xăng dầu ở Việt Nam khoảng chừng 45% trên giá bán. Trong đó có nhiều loại thuế phí rất phí lý như nhà nước không chịu bỏ. Đó là thuế tiêu thụ đặc biệt. Loại xăng dầu là hàng hóa thiết yếu, không phải thứ hàng hóa đặc biệt gì mà sao lại áp dụng thuế này loại thuế phi lý tiếp theo là thuế bảo vệ môi trường. Bộ công thương không hề có hoạt động nào nhằm bảo vệ môi trường sống cho người dân, nếu không muốn nói là họ phá hoại môi trường. Thì tại sao lại bắt dân phải đóng? Loại phí vô cùng phi lý nữa là phí bình ổn xăng dầu. Phí bình ổn xăng dầu là thu khi giá xăng dầu xuống thấp và trợ giá cho dân khi giá xăng dầu lại tăng. Tuy nhiên, giá dầu thế giới thì nhà nước cũng tăng mà không hề hỗ trợ, vậy thì thu phí bình ổn xăng dầu để làm gì? Với nhiều loại thuế phí phi lý áp dụng như thế, nhiều người đánh giá là nhà nước đang khoan vào sức dân, thậm chí khoan vào sức của doanh nghiệp. Đây là một chính sách bóc lột rất rõ ràng. Lẽ ra nhà nước phải loại bỏ một số thuế phí để giảm giá xăng dầu cho dân thì họ lại ép các nhà bán lẻ xăng dầu bằng cách không chiết khấu cho người bán lẻ không chiết khấu thì làm sao nhà bán lẻ có lời mà bảo họ phải bán tiếp đây. Vì mức chi phí của họ cũng rất lớn từ thuê mặt bằng, nhân viên đến vốn với lãi suất rất cao. Đây là hình ảnh nhà nước còn thua cả buôn lậu. Trong tình hình dân thì thiếu xăng, nhà bán lẻ bị ép mức chiết khấu không đồng thì vụ xử án đại án buôn lậu xăng dầu đang diễn ra. Đã buôn lậu là phạm pháp, tất nhiên người buôn lậu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, có một bạn đọc là chủ cây xăng đã bị nhà nước chiết khấu không đồng tại Việt Nam cho biết rằng những người buôn lậu họ còn tốt với những nhà bán lẻ hơn cả nhà nước. Những người buôn lậu này đã chiết khấu cho họ đến 4.000 đồng trên mỗi lít xăng, trong khi đó nhà nước lại siết cổ họ. Không xét ở khía cạnh pháp luật, mà xét về khía cạnh đạo đức kinh doanh, thì những người buôn lậu còn đạo đức hơn cả nhà nước Việt Nam khi trận người dân và doanh nghiệp ra để thu đủ các loại tiền thuế khác nhau trên mỗi lít xăng, lít dầu. Lẽ ra nhà nước dỡ bỏ những loại thuế phí phi lý để triệt buôn lậu thì họ đã không làm. Họ đánh thuế quá nặng vào xăng dầu, đẩy giá cả mặt hàng này cao hơn các nước trong khu vực, thu hút lòng tham của những kẻ buôn lậu đưa hàng về Việt Nam. Đánh thuế cao nó dẫn đến nhiều hậu quả rất xấu, đó là giá nhiên liệu cao, đẩy giá cả các mặt hàng đều cao theo. Hay nói đúng hơn là đánh thuế xăng dầu cao gây nên lạm phát khủng khiếp. Mà lạm phát chính là cách tước đoạt tài sản của người dân một cách vô hình. Và đánh thuế xăng dầu cao thì kích thích buôn lậu kể cả càng nhiều. Nhóm buôn lậu xăng dầu hiện nay đang hoạt tòa họ đã tiêu thụ gần 200 triệu lít xăng, một con số rất lớn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên là một bộ trưởng hết sức yếu kém. Đã như vậy người buôn lậu xăng dầu lại chiết khấu đến 4.000 đồng trên mỗi lít xăng cho người bán lẻ là cách họ đã vỗ vào mặt nhà nước này và dạy cho chế độ này hãy nghĩ về quyền lợi của dân để bớt khổ. Đã nhiều năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách móc túi người dân vì họ lo cho dân bớt khổ bằng cách nới nhẹ các loại thuế phí thì sẽ tốt hơn cho người dân, nhưng họ lại làm ngược lại. Nhà nước này luôn hô hào rằng họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng về hành động thì họ làm hoàn toàn trái với điều họ đã nói. Người dân phải chịu đủ mọi khổ cực. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đứa con chung của Kim Tiến và Xuân Phúc quậy phá Đào Hồng Lan. Có thể nói tiêu cực của ngành y tế Việt Nam không có hồi kết. Càng gỡ rối thì vấn đề càng trở nên dối hơn vụ án việt á cho tới nay đã lở loét ra đến trung ương với hai cựu bộ trưởng phải vào tủ đó là ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế và ông chu ngọc anh cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trong bối cảnh đó nhân sự của bộ y tế lại khủng hoảng hết sức nghiêm trọng và buộc trung ương phải chọn một bộ trưởng không có chuyên môn của ngành y để nắm bộ y tế lo cho sức khỏe hàng trăm triệu người dân việt nam đây là sự may rủi rất lớn đây là hình ảnh nghị quyết số 33 là sản phẩm do bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Xuân Phúc nặn ra. Trước khi lên chức Bộ trưởng vào giữa tháng 10 vừa qua, bà Đào Hồng Lan đã có 3 tháng làm quyền Bộ trưởng. Trong giai đoạn này, bà Lan đã nhờ ông Phạm Minh Chính xử lý những vấn đề còn tồn động từ thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Đây là cách làm được đánh giá là khôn khéo khi mà bà đã la toán lên để Trung ương biết rằng những thứ đó là tàn dư của người tiền nhiệm chứ không phải lỗi của bà. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những vấn đề tiêu cực của Bộ Y tế rất nhiều. Với 3 tháng làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan và ông Phạm Minh Chính không thể xử lý hết được. Thực tế, những tiêu cực trong Bộ Y tế không phải chỉ là những sản phẩm của thời ông Nguyễn Thanh Long, mà nó còn là sản phẩm của thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến để lại. Hiện nay, Quốc hội đang bàn về nghị quyết số 33 về tự chủ 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Đây là nghị quyết được xem là đứa con chung của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ tướng. Vì nghị quyết này được bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo soạn thảo và Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Giờ đây nó trở thành một ung nhọt đang gây khó khăn cho bảo đảo Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế Đương nhiệm. Nghị quyết này ra đời nhằm thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện của các bệnh viện như Bạch Mai, Chợ Giấy, Hữu Nghị Việt Đức, và bệnh viện ca. Cho tới nay đã 4 năm đủ để đánh giá rằng chính sách này thất bại hoàn toàn và điều đáng nói là cả hai người tác giả của nghị quyết này đều đã không còn giữ chức vụ cũ. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì không còn làm thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì đã về hưu. Đây là hình ảnh thất bại của nghị quyết 33. Trưa ngày 8 tháng 11, một ngày sau khi ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng cho phép Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ca dừng tự chủ toàn diện theo nghị quyết 33 thực hiện tự chủ theo nghị quyết 60 phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho rằng đây là quyết định rất hợp lý bởi đơn vị đang thiếu thốn trầm trọng sau 2 năm thí điểm tự chủ toàn diện bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc và là một trong bốn bệnh viện cả nước thí điểm tự chủ toàn diện theo nghị quyết số 33 nhóm 1 Ba bệnh viện còn lại là chợ dãy, Hiếu nghị Việt Đức và bệnh viện K Bệnh viện Bạch Mai thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn từ năm 2020, song dịch Covid-19 bùng phát đã khiến bệnh viện bị phong tỏa từ cuối tháng 3 cùng năm. Trong suốt 2 năm đại dịch vừa qua, bệnh viện hỗ trợ chống dịch trên khắp cả nước. Số lượng người bệnh viện nhân đến khám giảm mạnh do dịch bệnh nguồn thu sụt giảm 50%. Hiện nay bệnh viện thiếu trang thiết bị trầm trọng, nhiều máy móc thiết bị, đặc biệt là máy móc phục vụ cho hệ thống chuẩn đoán điều trị ung biếu và y học, hạt nhân như máy PET-CT, cộng hưởng từ, xạ phẫu, máy hiện đại phục vụ phẫu thuật như thiết bị vi phẫu, robot vân vân phải lưu kho 2 năm nay vì được xem là tang vật của vụ án. Bệnh nhân đến khám không có thiết bị điều trị, bệnh viện phải chuyển lượng lớn bệnh nhân đến bệnh viện khác để chụp PET và xạ trị đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan đang phải dọn những gì do nghị quyết 33 để lại. Vấn đề lớn nhất của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là duy ý chí. Họ làm chính sách dựa vào ý chí chủ quan mà không hề có nghiên cứu kỹ cho nên mới để xảy ra thất bại như thế. Quan chức của ngành y tế thì có người vào tù, có người còn nhởn nhơ bên ngoài. Ai vào tù thì đều xứng đáng tội của họ đã gây ra, tuy nhiên hậu quả của nó thì người dân phải lãnh đủ có thể nói rằng bà là hồng lan là tay ngang trong lĩnh vực y tế bà nắm bộ trưởng bộ y tế trong lúc này là đang đi trên những cạm bẫy ngầm của người tuyển nhiệm nếu không cẩn thận bà có thể vào nhà tù là nơi rộng mở đối với bộ trưởng này hơn là chiếc ghế cao lên